khoái rồi đúng không? Đẹp hơn dưới quê chứ chị. Lâu lâu á Duyên mới được lên Sài Gòn chơi, tôi sẽ dẫn Duyên đi những quán giống vậy. Mình vô mình chụp hình, mình về mình khè những đứa dưới quê chơi. Nước rửa mặt lắm á. Duyên cứ yên tâm, ngày hôm nay tôi sẽ bấm bụng tôi đãi Duyên. Uống gì đâu mà uống dữ vậy? Bấm bụng mời thêm ly nữa được không? Duyên vui tính quá à. Bấm một lần là hư cái bụng rồi, bấm lần nữa nát sao? Uống trà đá đỡ đi. Bà Duyên, bà Duyên gì? Đây nè. Đừng có chụp hình selfie nữa. Giúp tôi một chuyện được không? Giúp? Giúp chuyện gì cũng phải một ly nước. Rồi, 10 ly cũng được nữa. Chuyện gì vậy? Ừ? Thấy không? Đó. Bánh bèo bánh xèo á hả? Bánh bèo bánh xèo là đây, kia là bánh kem. Vụ gì? Đây, qua bên đó xin giùm tôi số điện thoại được không? Bà con gái mà xin dễ hơn tôi. Tôi là con trai hay lắm. Được thôi. Anh ơi. Dạ. Dạ anh chị cần gì ạ? À, cho thêm đi nước cam. Với lại cho em mượn tờ giấy khi viết được không? À, dạ được ạ. Em cảm ơn. Dạ. Chị ơi, có cái anh kia nhờ em đưa tờ giấy ra cho chị nè. Anh muốn gì? Anh muốn xin số làm quen em. Đồ mắc nết. Đừng có học xin số điện thoại của tôi. Ủa sao vậy? Sao giọng gái mà đổ mồ hôi hộp hết trơn vậy? Đổ mồ hôi hộp cái đầu bà. Bà đó bà ghi cái gì để người ta qua đây tạt nước tôi vậy? Tôi ghi đúng ý ông mà. Hôm nay trời xanh mây trắng, anh gặp em, anh say nắng, cho anh làm quen nha. Thôi thôi đừng có xạo đi, cho anh tôi kiểm lại. Không hỏi kiểm, tôi nói thiệt mà. Nhìn em ngon quá, anh thèm chảy nước miếng luôn. Cho anh xin số điện thoại làm quen nha. Bà Duyên. Bà tên Duyên mà bà không có duyên gì hết chị.